Hôm đó mà nếu gia đình chị đặt bút mà ký liền thì như thế nào mà cháu? Mà hôm đó ký là tên người khác, không phải tên của ông Minh. Tên là tên ông Cư, dân Bình Dương sinh năm 72. Tức là người đó đứng ra là cái người đó là buổi chịu sao. Đúng rồi, đứng buổi chịu sao cho thằng Minh này. Cho đến khi mà chị chôn cháu xong mấy ngày rồi á, thì là như luôn ở ngoài người ta nghe người ta nói luôn. Nhưng mà chị là người không tin, chị không bao giờ chị tin nữa đó. Bởi vì chị nói thôi anh à, có khi là dư luận mà họ đồn thổi như vậy thôi, chứ làm sao mà có con mình là có nồng độ cồn. Thì ông xã nói là cái này là chính xác, người ta nói luôn. Ở trong bệnh viện là nghe đưa thông tin, là tức là thông tin từ bệnh viện ra ngoài luôn. Sau đó là chị biết chính xác là đúng là có chính xác là nồng độ cồn của con chị tới 0.70 mấy, 79. Và sau đó là cái ngày mà dựng hiện trường là cái không ai tin công á, mấy điều tra tin công á, là đưa cái mẫu cái tờ giấy ra cho ông xã chị xem luôn mà. Ông xã chả bảo nói là bây giờ cho tôi chụp lại, là ông chí công nó không chịu, không có cho. Nhưng mà anh Hùng có ghi lại trong biên bản cả, rồi còn lấy hình ảnh từ đời nào á, con nhỏ đi liên hoan chia tay với lớp có cô chủ nhiệm lấy hình đó ra, nói là con của anh á là đi liên hoan, đi ăn đi chơi nè, đây nè hình ảnh đây nè đưa ra. Rồi ông xã chị nó không phải, hình này là hoàn toàn không phải. Nếu có biết rõ là hỏi cô giáo chủ nhiệm á, phải cô giáo chủ nhiệm đưa lớp đi liên hoan mà. Ngày đó là ngày 9 tháng 6, liên hoan ngày 10 tháng 6 là tổng kết. Mà vụ tai nạn của cháu là 28 tháng 6 là cách bao nhiêu ngày. Tức là thông tin ở đâu lấy để lúc nào cũng quy nạp cho con chị là con bé là có nồng độ cồn. Ngay từ đó là em này con anh nè. Đó, cái thứ hình liên hoan á, ngày 9 tháng 6 là mấy bạn đưa trên Facebook á, chứ không phải là con chị đưa. Lấy công an cũng lấy xuống đâu luôn, lấy xuống đưa ra em nè, con anh nó đi chơi qua, anh đây có qua đêm mà như thế nào đây. Ông xã chị nói là không phải, hình đó không phải.